Chào các bạn, mình tên là Đặng Thị Như Hà, là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Đa Gia Pha. Và hôm nay thì mình rất là vui khi mà chia sẻ với các bạn về câu chuyện ở phía sau cái sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha, cũng như là cái cơ duyên nào mà mình đến với sản phẩm tinh dầu tràm và cái tên Đa Gia Pha là bắt nguồn từ đâu. Và mình là một sinh viên của trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, và cái chuyên ngành học của mình là quản lý môi trường và du lịch sinh thái. Thì chính vì vậy trong cái quá trình học á, mình có học đến cái môn tài nguyên thực vật. Thì trong cái môn đó thì mình có được tìm hiểu về các loại cây cỏ, thì mình biết đến cây tràm dùng để sản xuất dầu tràm, sản xuất tinh dầu tràm dùng cho em bé. Nhưng mà tại thời điểm đó, với cương vị là một sinh viên, thì mình cũng không tìm hiểu gì nhiều đối với cái sản phẩm tinh dầu tràm, thì cái thị trường nó như thế nào. Và tình cờ thì trong một đợt đi ở ngoài Huế, thì đoàn của mình hôm đó là có 16 người, thì có đến 14 anh chị đã có gia đình rồi. Lúc này á, hướng dẫn viên mới dẫn cả cái đoàn mình vào một cửa hàng bán hàng lưu niệm ở ngoài Huế. Thì các cô mua dầu tràm rất là nhiều. Thì các cô 14 người thì các cô mua gần 40 chai dầu tràm đó các bạn, rất là nhiều. Nhưng mà hướng dẫn viên du lịch và người bán hàng thì họ không nói là tinh dầu tràm không được mang lên máy bay. Và các cô không biết điều đó. Và các cô bỏ chung tinh dầu tràm với hành lý xách tay của mình. Và khi đi qua khu vực an ninh á, thì tất cả hành lý các cô bị yêu cầu giữ lại và phải lái hết tất cả các chai tinh dầu tràm ra. Nếu mà họ muốn mang về Sài Gòn thì phải gửi dưới dạng là hành lý ký gửi, chứ không có được là mang theo hành lý xách tay. Thì lúc đó cũng gần sát giờ bay rồi, các cô không có thể nào mà làm thủ tục kịp. Vì một lý do nữa là vì gần giờ bay là cái chi phí mà hàng ký gửi nó sẽ tăng lên rất là nhiều, nên các cô quyết định là bỏ lại hết 40 chai tinh dầu tràm ở ngoài Huế. Thì lúc này mình mới có hỏi các cô là ở Sài Gòn mà không có bán tinh dầu tràm hay sao mà các cô phải ra tận ở ngoài Huế mà các cô mua, thì vừa vận chuyển nó phức tạp mà lại khó khăn nữa. Thì các cô mới chia sẻ rằng là thật ra là các cô dùng tinh dầu tràm là rất là lâu rồi, và dùng nhiều nhiều đời, từ ba mẹ đến các con gì đến tới các cháu. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì các cô không thể tin tưởng một loại sản phẩm nào có chất lượng tốt hiện tại đang tồn tại trên thị trường, bởi vì mình cũng không thể nào kiểm chứng được là nó tốt như thế nào. Mà thực sự là các sản phẩm tinh dầu tràm giả thì rất là nhiều. Và với lại thì trong đợt mình đi ngoài Huế thì mình đi tới đâu á, là mình muốn mua một đặc sản của một tỉnh thành đó. Một phần là vì tình cảm của mình để vào trong đó, một phần là để làm quà kỷ niệm, để dành tặng cho bạn bè và người thân. Thì chính vì hai lý do đó nên cô đã mua tinh dầu tràm và vất vả mang từ ngoài Huế vào trong Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc thì cái sản phẩm đó lại không thể nào mà về tới Sài Gòn được. Thì sau khi mà mình nghe các cô chia sẻ như vậy thì mình mới hình thành nên một ý tưởng là nhu cầu sử dụng sản phẩm tinh dầu tràm của các cô là có rất là nhiều đàn khác. Bởi vì tinh dầu tràm là một sản phẩm từ thiên nhiên, và khi mình sử dụng một sản phẩm của Việt Nam là mình luôn tự hào là đây là người Việt Nam, tiêu dùng sản phẩm của người Việt Nam. Và đúng theo cái lời kêu gọi của nhà nước chúng ta hiện tại là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Và một điều khác nữa là cái sản phẩm này thì đã được dùng rất là lâu đời rồi, từ thời ông bà đến thời ba mẹ. Và cái công dụng của chúng thì đã được khoa học kiểm tra và đã được ông bà của chúng ta đã xác nhận từ trước. Thì lúc này Hà mới nghĩ là nếu mà họ đã có nhu cầu rồi thì tại sao mình không làm cầu nối để kết nối các sản phẩm tinh dầu tràm có chất lượng, có uy tín tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến với các anh chị, các cô chú, các bạn đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm tinh dầu tràm để bảo vệ sức khỏe cho con của mình ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam của chúng ta nói chung. Thì sau khi mà Hà có ý tưởng đó rồi thì Hà bắt đầu tìm kiếm, và Hà đã đi đến với cái sản phẩm tinh dầu tràm và cho ra đời cái sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha hiện nay. Và cái tên Đa Gia Pha cũng là một câu chuyện ở phía sau đó các bạn. Đa Gia Pha là viết tắt của chữ Đặng Gia Family, là Đặng là họ của Hà. Gia thì trong từ gia đình, Pha là trong từ family, nó có nghĩa là gia đình Đặng Gia. Thì khi mà Hà đến với sản phẩm tinh dầu tràm á, thì Hà đã xác định ngay từ đầu là Hà không phải làm sản phẩm tinh dầu tràm là vì một mình Hà, mà vì gia đình Hà, vì gia đình lớn, những người luôn tin tưởng và ủng hộ phía sau Hà. Và kể từ đó thì mà Hà luôn cố gắng bằng tất cả những cái kiến thức, những kinh nghiệm của mình có để mang cái sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha đi đến với nhiều anh chị, nhiều ba mẹ hơn, và có thể tiếp cận được để một sử dụng một sản phẩm nguyên chất từ thiên nhiên. Và ngay từ những ngày đầu mà sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha ra đời á, thì Hà đã xây dựng cái giá trị cốt lõi của sản phẩm từ hai chữ là uy tín và trung thực.
Và để làm được cái điều đó thì những sản phẩm từ thời điểm ban đầu, những sản phẩm đầu tiên ha, đã phải làm sao để các sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Và những sản phẩm sau này ha, phải luôn duy trì đảm bảo hoặc phải làm tốt hơn mỗi ngày để một sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn và để phục vụ nhiều khách hàng, nhiều anh chị hơn. Và chính vì vậy thì không có một lý do gì mà Hà lại đem uy tín của mình, đem uy tín của cả gia đình mình lại đi ngược lại với cái giá trị cốt lõi mà Hà đã định ra ban đầu là uy tín và trung thực. Và chính vì vậy nên mà khi mà các anh chị đã trải nghiệm với sản phẩm của Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha rồi thì các anh chị sẽ quay lại mua lần 2, quay lại mua lần 3 nếu mà mình cảm nhận thật sự là cái sản phẩm này phù hợp với con của mình. Và đó là cái câu chuyện về cái tên của sản phẩm. Và Hà cũng được nghe các cô nói rằng là: con ơi sao con không đặt cái tên là tiếng Việt đi cho cô dễ đọc, cô dễ nhớ. Thì Hà cũng rất là vui khi mà nghe góp ý của cô. Và sau khi mà nghe cô nói như vậy thì Hà cũng có kể lại câu chuyện mà tại sao cái tên Đa Gia Pha ra đời. Thì sau đó thì cô nói là sau khi mà cô nghe con kể thì cô đã nhớ hơn. Và những lần sau này thì cô mà liên hệ với mình là cô luôn đọc đến đúng cái tên Đa Gia Pha. Và Hà rất là vui điều đó. Và thông qua video này thì Hà hy vọng là qua câu chuyện mà Hà vừa kể thì các bạn cũng sẽ nhớ hơn đến cái tên là Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha. Và Hà sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái sản phẩm Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha nha các bạn. Đây là cái chai sản phẩm của Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha. Hà chọn cái tông màu chủ đạo là tông màu xanh, xanh đậm nha các bạn. Và khi mà nghĩ đến màu xanh á, thì các bạn sẽ nghĩ đến một màu của tự nhiên, một màu của thiên nhiên. Và các bạn sẽ cảm giác là thoải mái và thư giãn hơn rất là nhiều. Thì đối với sản phẩm Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha thì ở bên Hà sẽ có hai tem niêm phong. Một tem ở phía dưới và một tem ở phía trên như thế này. Và ở phía dưới của chai á, thì bên Hà sẽ đóng cái ngày sản xuất và đây là cái ngày sản xuất. Thì kể từ cái ngày sản xuất này bạn cộng thêm 3 năm thì sẽ ra hạn sử dụng của cái sản phẩm Tinh Dầu Tràm. Và sau đó thì bạn sẽ mở nắp chai, mở nắp hộp. Thì trong này nó sẽ có một chai Tinh Dầu Tràm với cái nhãn cũng là màu xanh luôn. Bởi vì là Hà lấy cái màu xanh là màu chủ đạo của cái sản phẩm Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha. Và phía trong này thì sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thì trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng nó cũng sẽ có hai tông màu chính là màu xanh và màu trắng. Thì trong đây nó sẽ có là thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng và cái liều lượng mình sử dụng như thế nào là đúng. Và trong đây nó sẽ có hai thứ tiếng, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Đó là về tờ giấy hướng dẫn sử dụng của Tinh Dầu Tràm. Còn đây là cái sản phẩm Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha thì được đựng trong chai thủy tinh màu đen để đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Bởi vì là nhiều khi mình sử dụng á, thì cái oxy hóa và quang hóa trong không khí thì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của Tinh Dầu Tràm. Chính vì vậy thì bên Hà sẽ chọn chai thủy tinh màu đen. Và ở bên đầu chai á, thì nó cũng sẽ có một cái tem niêm phong như thế này. Thì sau đó các bạn mở ra, mùi rất là dễ chịu các bạn. Đây là đầu chai của sản phẩm bên Hà. Đầu chai rất là nhỏ, nó nhỏ hơn đầu bút bi á các bạn. Đây là đầu của ra của sản phẩm. Thì ở phía dưới này nó sẽ có một đầu vào nữa. Thì đầu vào nó còn nhỏ hơn đầu bút bi. Nên khi mà các bạn lấy ra sử dụng như thế này thì lượng tinh dầu tràm chảy ra rất là ít. Và các bạn sẽ kiểm soát được cái lượng dầu tràm mình lấy ra, không bị nhiều quá và không bị hao phí trong quá trình mình sử dụng. Thì nó sẽ tiết kiệm hơn cho các bạn rất là nhiều. Nhưng mà công dụng của nó thì vẫn sẽ đảm bảo. Và đó là cái sản phẩm Tinh Dầu Tràm Đa Gia Pha. Và khi mà bên Hà gửi hàng đi á, thì Hà sẽ luôn kèm thêm một cái nem cạc của Hà. Đối với những anh chị mà mua sản phẩm lần đầu á, thì Hà sẽ gửi kèm nem cạc của Hà như thế này. Đó là cái nem cạc của sản phẩm bên Hà. Thì phía trước thì sẽ có thông tin liên hệ của Hà. Và ở phía sau sẽ có logo của sản phẩm cũng như là các địa chỉ và của cái trụ sở công ty đang đóng tại Linh Trung, Thủ Đức. Thì đó là những thông tin mà khi mà Hà gửi hàng đi để các anh chị mà trong quá trình sử dụng có vấn đề gì cần hỗ trợ thì các anh chị có thể liên hệ bên mình. Còn đối với những anh chị mà đã mua sản phẩm lần 2, lần 3 trở lên thì khi mà Hà gửi thì Hà sẽ không có gửi kèm theo nem cạc. Bởi vì lúc đó thì Hà đã có liên hệ qua các Zalo, qua Facebook và qua số điện thoại các anh chị rồi. Thì trong quá trình sử dụng các anh chị có thể liên hệ với Hà qua những kênh đó. Và thông qua video này thì Hà cũng gửi lời cảm ơn chân thành và từ sâu thẳm trong đáy lòng của mình đến các anh chị, các bạn bè, các cô chú
đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha và đã dành cho Hà những lời góp ý, những lời chia sẻ và cũng như là những lời nhận xét rất là chân thành, rất là nhiệt tình để sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha làm tốt hơn mỗi ngày và để đi xa hơn đến với người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những anh chị đang làm ba làm mẹ. Và trong thời gian tới thì tinh dầu tràm Đa Gia Pha sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng để những sản phẩm tiếp tục tốt hơn và đáp ứng được nhiều nhu cầu của anh chị và ba mẹ hơn. Và đó là những chia sẻ của Hà về các cơ duyên mà Hà đến với cái sản phẩm tinh dầu tràm Đa Gia Pha, cũng như là cái tên đó nó có bắt nguồn từ đâu. Và xin cảm ơn các anh chị, các ba mẹ đã xem video của clip này. Hẹn ba gặp lại ba mẹ trong kênh YouTube tinh dầu tràm Đa Gia Pha. Xin chào và hẹn gặp lại.